Hello, xin chào các bạn. Trời nắng thì bắt đầu em lại bán đồng hồ pin năng lượng mặt trời. Khi mà đồng hồ mình hết pin đó, các bạn thấy ra ngoài mặt trời là có thể sạc pin lại được nha, khỏi cần thay pin. Nên pin năng lượng mặt trời nữ nam lộn xộn nha. Và bên shop giá bán giá cũng không có mắc đâu, các bạn theo dõi nha. Con này Ecoline là Citizen, mã N2 size 34. Các bạn xem giá dưới đây nha, 500k. Đây là ký hiệu nè. Elgin nha. Đây mã N11 size 39, 500k Elgin. Mình lên nam trước nha, sợ không đủ thời lượng. Mã N9 nam trước nha, size 34, 350k, hiệu Regano V&V. Mã N4 size 37, 350k, size 37 nha. Toàn bộ này là pin năng lượng mặt trời hết, con này cũng rất mới. Mình lên con Regano này nha, mã N13 size 36, 390k, Solartec. Máy chạy bình thường hết nha bạn. Con này cũng solar luôn. Charlotte Rogella, mã N30 size 36, có lực 500k. Bạn nào quan tâm con nào inbox giúp Lào mình nha. Mã N22 size 35, Elgin USA Titanium Solarite Diamond, lịch gốc 3 giờ, có viên kim cương nè. Nhiều ta, 600k, size 35 nha các bạn. Con này rất đẹp nè, thép đúc đặc luôn nè. Mã N31, size 35, Citizen Ecoride Atesa, 699k. Mình lên nam trước nha, còn thời lượng thì tiếp tục nữ cho xong. Mã N20 size 33, hiệu Alba Solar, 350k Titanium. Con nào nãy giờ Titanium nhiều lắm các bạn, nãy giờ mình quên đọc thôi. Bạn theo dõi ký hiệu trên nó có ghi lên đây. Regano Solartec, mã N16 size 35, 399k, cũng rất là mới. Con này hiệu Saret Solartec luôn, thép đục đặc N27 size 36, rất đẹp. Năm trăm k. Hôm nay là em cũng hạ giá lắm rồi nhé bạn. Mã N17 size 34, Citizen 600k, 660k, xe 34, lực gốc 3 giờ. Con này đẹp hơn con nãy nè, Charlotte, mã N5, xe 35, 690k. Kim mà các bạn để ý, kim màu xanh xanh giống điện là dạ quang nha, lịch gốc 3 giờ. Các bạn thích con nào là inbox mình sẽ nói thêm nha, tại nó ký hiệu nó ghi hết rồi. Có khi mình quên đọc. Mã N8 size 33, Regano 300k, bởi vì cái mặt hơi xấu, bán 300k chưa bằng giá tiền một con pin nữa, quá rẻ. Một con pin năng lượng mặt trời, pin không mà cũng mắc đó nha. Cái máy bên em nguyên dây luôn, bán quá rẻ, bạn theo dõi nha. Mã N28 size 36,
Hôm nay là xả lắm nè, 390k Renault lịch gốc 3 giờ, con này cũng rất mới rồi. Mình lên con này Elgin, con này nam nữ đeo đều được nè. Xe 33 600k mã N19. Nam tay nhỏ nha, nữ nào tay mập mập, thép đúc đặc. Đây, một con Adep. Con này thép đúc đặc luôn, xe 36, N10 cũng rất mới. 500k, Solatec. Đây một con Citigen. Mã N15, xe 35. 390k về cho bạn nào đánh bóng đánh xước lại nha. Bởi vì thương hiệu Ecora. Mã N29, xe 36. Mặt tím tím nha bạn. Charlotte Ray Vogue Lê Sula. Này là dây dây như vậy là titanium thép tốt lắm nha. 500k ăn quá trời hạ giá rồi đó nha. Mã N14 size 38 399k. Con này cũng Sula luôn nha. Sula. Mình lên Sula nha, tiếp tục. Đây, con này quá đẹp, Citizen kim dạ quang nha. Này mã N21 size 36 600k. Con này nó hay bị đốm dầu trong đây một chút nè. Xe 35 500k. Citizen. Mình lên một số nữ nha, kịp thì quay hết. Regano size 23 250k mã N7. Con này quá đẹp luôn nè, con này đẹp hơn con nãy nè. 250k mã N1 size 26. Con này các bạn thấy con nào rẻ thì mua nha. Mã N12 size 28 500k titanium diamond luôn, USA luôn. Đó, thép con này đi với con nam kia một cặp sẽ rất đẹp nha. USA Elgin đó. Sarret mã N3 size 26 500k. Này thép đúc đặc nha bạn, đẹp lắm nha. Mình lên con này nè, cũng quá đẹp đi mà nó không có lịch rồi. Luciano á, mã N22 Eco size 24 360k nữ, đang quay nữ nha bạn. Q&Q mã N26 26 250k. Con này quá trời đẹp luôn nè, lắc còng nè. Citizen Vika N25 Solar size 24 350k, lắc còng và tay 16 đeo đẹp rồi. Con này hiệu anh ba các bạn. Ai gần hết thời lượng rồi, gắn quay nha. Mã N32 35 350k. Anh ba. Các bạn ưng mã nào chụp rồi gửi qua giúp Lào em nha. Mã N35 size 24 230k. Đây gắn quay được con này quá đẹp nè. Citizen này là 330k size 24 nè. Eco ride luôn, giống như có cẩn xà cừ nè.